Xin chào quý chị và các bạn, thì hôm nay trước mặt em là chiếc Hyundai Elantra phiên bản L-Line. Đây là chiếc xe phân khúc cao nhất của Elantra do Hyundai thành công phát triển tại thị trường Việt Nam. Chiếc xe thì mang một vẻ bề ngoài cực kỳ là thể thao, cá tính và trẻ trung, với những đường dập nổi và những cái đường điêu khắc khỏe khoắn. Chiếc xe với giá bán hiện tại lý Hyundai Bắc Ninh bên em là 758 triệu, thì được giảm đâu đó khoảng 43 triệu so với giá niêm yết. Vâng, và giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh lân cận thì đâu đó rơi vào khoảng hơn 840 triệu một chút. Chiếc xe có cái điều gì đặc biệt thì sau đây em cùng anh chị sẽ cùng đi tìm hiểu. Xe thì với động cơ 1.6 turbo có công suất cực đại là 204 mã lực ở tại vòng tua 6.000 vòng trên phút, với chiều dài cơ sở của xe là 2m7, một chiều dài cơ sở rất là tốt. Kích thước xe này vượt trội so với phân khúc là 4m675, là chiều cao, chiều rộng là 1m825 và chiều cao là 1m440, em xin lỗi, chiều dài là 4m675. Xe được trang bị cụm đèn pha cốt là bóng chiếu projector, chiếu là bóng led, kèm 4 cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Lưới tản nhiệt của xe được sơn bóng kèm những cái đường boomerang khỏe khoắn. Đấy, logo Hyundai được định vị. Những cái đường dập nổi trên lắp capo thì tạo cảm giác rất là khỏe khoắn. Đèn led định vị rồi đèn xi nhan này được vút ngược. Xe được trang bị la răng. Với kích thước ở đây là 18 inch, rất là khỏe. Xe thì dẫn động cầu trước với hộp số 7 cấp ly hợp kép. Cùng đến phần gương chiếu hậu ngoài thì gương chiếu hậu tích hợp công nghệ gập gương chỉnh điện, gương chỉnh điện và gập điện đó. Vào phần nội thất thì xe được trang bị với những cái tông màu chủ đạo là màu đen và chỉ đỏ, tạo điểm nhấn thể thao. Những cái hệ thống loa cũng được vuốt và có những cái đường chỉ khâu màu đỏ này rất là sắc nét, thưa quý anh chị. Đó, thiết kế của Elantra thì chủ đạo cho người lái. Đây, trên chiếc này, chiếc Elantra 1.6 turbo này thì bản L-Line sẽ có lễ chuyển số trên vô lăng này, công nghệ đèn tự động này, rồi chế độ lái của xe có 4 triệu lái, Eco, Sport, Comfort, em xin lỗi, Eco, Sport, Smart và Normal. Đấy, hai cụm đèn, đây là hai cái màn hình, đây là màn hình đa thông tin kích thước 10.5 inch và màn hình giải trí trung tâm với kích thước 12.5 inch. Điều hòa của xe thì được trang bị với điều hòa tự động hai vùng độc lập, có sạc không dây, rồi có tích hợp tính năng sưởi và làm mát cho hàng ghế phía trước. Cần số thì cũng là logo L-Line. Đó, cần số rất là thể thao, bọc da rất là xịn sò đây, được mạ đây thưa quý anh chị. Phanh tay điện tử thì cũng được trang bị cho tất cả các phiên bản Elantra, tính năng bật tắt cảm biến. Rồi trần thì là trần đen, có đèn chiếu, đèn nội thất rất là sáng. Ghế của xe thì anh chị có thể thấy là chiếc xe mang một cái bộ ghế rất là thể thao, đúng không ạ? Bộ ghế ôm sát người này. Đấy, ôm sát người ngồi, người lái cho hàng ghế phía trước. Nội thất rất là đẹp. Đó. Rồi những cái núm xoay được thiết kế với phay kim cương rất là tinh tế. Chiếc xe này thì khi mà anh chị đi trên đường thì cái tiếng bô của nó rất là hay. Tiếng bô như một chiếc xe độ bô vậy. Hiện tại thì bên em có cái chương trình hỗ trợ trả góp cho quý khách hàng với lãi suất cực kỳ là ưu đãi, chỉ với 0.45% cho 12 tháng đầu và cố định 3 năm thì rơi vào khoảng 0.56%. Đó, 0.56% thì lại vay tối đa là 80% cho cá nhân và 70% cho doanh nghiệp, thời gian vay tối đa là 8 năm. Hàng ghế thứ hai thì anh chị có thể thấy là chiếc xe có cái hàng ghế thứ hai rộng rãi và độ ngả lưng ghế cực kỳ tốt. Đó, cửa gió lưu hòa cũng được tích hợp cho hàng ghế phía sau. Hàng ghế phía sau của Elantra rất là rộng vì trục chiều dài cơ sở lên tới trên 2m7 cơ. Đó, xe đóng cửa rất là chắc chắn. Đấy.
Hàng ghế thứ hai thì những anh chị nào mà cao đến tầm 1m8 thì ngồi vẫn rất là thoải mái nhá. Đầu xe thì cũng không bị chạm đâu, do cái trần của nó được thiết kế cũng rất là cao. Đó, hàng ghế sau thì chúng ta cũng sẽ có bệ tì tay. Bệ tì tay có những cái học để chai nước cũng như là để đồ uống. Rồi là lưới đựng đồ cho hàng ghế phía trước. Đến phần đuôi xe thì đuôi xe của Elantra bản L-Line này thì sẽ có những cái đường dập nổi khỏe khoắn này và cụm đèn hậu dạng LED. Khi anh chị bật đèn lên thì sẽ có hiển thị chữ H kéo dài biểu thị cho cái logo của Hyundai. Ống sạc kép cũng được trang bị tạo điểm nhấn thể thao và khỏe khoắn. Bốn cảm biến lùi và có camera lùi. Ở đây chúng ta sẽ có chữ Elantra được mạ chrome. Đến phần cốp cốp của Elantra thì rất là rộng. Cốp này thì anh chị có thể để được hành lý tiện cho những người chuyến đi dài, và em không biết là có để được vừa gậy cốp không, thì anh chị có thể mua về để thử xem có vừa không ạ. Cánh gió này, cánh gió cũng được trang bị cho cái đuôi này nhá, cánh gió thể thao màu đen bóng. Về tiêu hao nhiên liệu thì xe có mức tiêu hao nhiên liệu rất là tốt, với đường kết hợp chỉ với 5,8 lít này, đường trong đô thị là 7,7 lít và đường ngoài đô thị là 4,76 lít. Mức tiêu hao nhiên liệu rất là tốt cho một chiếc động cơ 1.6 turbo với một chiếc xe to thể thao như này. Thì hiện tại bên em còn duy nhất một chiếc màu trắng này giao ngay, thì anh chị quan tâm đến Elantra thì xin vui lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý chị trong những video tiếp theo.